có những cái bình mà chất lượng còn tốt thì chúng ta có thể khởi động lại được sự sống cho nó thôi. Thế còn những cái bình mà nó đã bị kém rồi, nó sử dụng nó gần như nó kiệt rồi thì có khởi động lại cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Và ắc quy xe điện mà để lâu ở trong xe mà không sạc bổ sung là nó bị kiệt điện. Kiệt điện sẽ dẫn đến cái hiện tượng là nó bị đảo ngược cực, có thể dẫn đến là chết ắc quy. Hay trong cái thời gian nghỉ hè vừa rồi đây cũng rất là nhiều cái xe điện để không sử dụng, không nạp điện bổ sung, nhưng dẫn đến cái việc là ắc quy bị kiệt điện. Và nó nhiều cái cục ắc quy nó kiệt đến mức mà không nạp được điện nữa. Nó chỉ còn có 1 đến 2 V hoặc là không phải mấy V nên không thể nạp được. Thì đối với những cục ắc quy mà cái hình dáng bên ngoài của nó còn vuông vắn đẹp đẽ mà cái thời gian sử dụng nó không quá lâu ấy, thì chúng ta nên khắc phục bằng cách là kích lên để cho ắc quy có thể nạp được điện trở lại và sử dụng một cách bình thường để nó tiết kiệm. Đối với lại kích bình ắc quy thì có thể được, có thể không nhá, chứ không phải là 100% các trường hợp đều kích được. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà chúng ta kích cái bình ắc quy nó bị quá kiệt điện để có thể nạp được và sử dụng. Thì đối với lại cái bộ nạp thông thường của xe điện ấy, thì khi mà ắc quy nó bị kiệt quá rồi thì cái bộ nạp nó sẽ không thể nạp được điện. Đấy. Vì nó không nạp được điện cho nên là ắc quy của chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Và muốn sử dụng lại được thì bắt buộc phải kích cho cái điện nó vào bình ắc quy ở một cái ngưỡng nào đấy thì cái bộ nạp nó mới có thể nhận diện và hoạt động được. Như cái bộ ắc quy này còn rất là vuông vắn đẹp đẽ, và cái đết thì tính đến ngày hôm nay thì cũng sử dụng được khoảng hơn 1 năm nhưng mà còn rất là đẹp. Thì cái trường hợp ấy kiểm tra nhé, bây giờ đo xem điện áp của nó còn bao nhiêu vôn này. Để cao hơn trên này. Điện áp thì còn 0.6 này. Đây bây giờ tôi đi đo cục bên kia xem nào. Đây, hai cục đều còn có 0.6. Bây giờ tiến hành thử xem nào nó có nạp được không nhá. Bây giờ đấu cái dây này vào. Nhầm rồi. Bây giờ ta đấu một cái rắc để nối kết nối bộ nạp nhá. Ta sẽ sử dụng cái bộ nạp này, bộ nạp 12V này, nạp bình ô tô luôn này. Đặt trong đấy này. Đây thử cắm vào đây. Cắm một cái sạc vào đây, xem có sạc không. Cố sắp tâm để hẳn nữa. Nối chưa? Không sạc được nhá. Nó quá kiệt này, các bộ nạp thì nó không thể nạp được điện. Đấy, bây giờ ta tiến hành kích này, rút bỏ cái bộ này ra. Rút bỏ nó này ra. Mang cái cục pin luôn này. Kích nhá, ta dùng một cái nguồn 48V hoặc 36V đều được cả nhá. Trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái cục pin này, lấy cái dây
cắm vào đây. Lại dây cái, hai dây cái cắm vào nhau ra được. Cắm vào. Từ từ. Trường hợp này mình sẽ sử dụng cái cục pin này 48V nhé. Cục pin này sẽ được đấu thẳng vào một bình ắc quy. Cắm vào đi, cắm cái đầu ấy vào. Nhưng nhớ rằng là đấu thẳng thì không được đấu trong cái thời gian quá dài nhé. Mình chỉ đấu cùng lắm là khoảng 1 phút đổ lại thôi. Và thường xuyên kiểm tra cái nhiệt độ của cái bình này. Nếu thấy nó nóng là phải rút ra luôn. Vì nếu mà để nó quá là sẽ bị phồng. Được cái cục này. Đây mình kích trong cái thời gian lâu là nó sẽ bị phồng những cái cục này. Đấy, do đó là kích này là mình chỉ kích, kích gọi là kích tức thời trong cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Đấy, và thường xuyên phải đo cái, thường xuyên phải đo cái điện áp ở trong cái bình được kích này xem nó có tăng không. Bây giờ phải rút ra, rút cái đầu kia ra. Rồi, rút, đo cái điện áp như thế nào. Đo cái điện áp ở cái bình này xem, rồi kích này. Lúc trước khi kích là mình đo có 0,6 thôi. Rồi mình đo là 11V. Đấy, nó tăng lên 11V rồi nhá. Bây giờ dùng cái sạc kia cắm vào cái bình này xem nào. Đưa hẳn cả, anh nhấc hẳn cái cả cái sạc xuống. À, bây giờ mình lại cắm cái sạc vào. Đấy, tôi thấy này. Đây là bây giờ cắm sạc vào nhá. Đấy, cắm sạc vào là cái sạc ấy nó nạp luôn được điện cho cái bình này này. Thấy chưa? Đấy, nó nạp luôn được điện cho cái bình này nhá. Nạp được điện cho cái bình này chứng tỏ rằng là cái bình này nó đã được khởi động và nó sống lại rồi. Đấy. Thế còn cái việc mà nó dùng được bao nhiêu lâu hoặc chất lượng nó như nào thì phải nạp xong. Sau khi nạp đầy thì ta lại đưa lên cái máy này tiến hành xả. Đấy, xả xem nó được bao nhiêu phút và chúng ta sẽ có cái công thức, chúng ta sẽ tính ra là nó sẽ đi được bao nhiêu xa. Đấy, như vậy là đã, nếu như mà cái bộ ắc quy này còn ngon thì là tiết kiệm được khoảng đôi triệu thay ắc quy mới. Vì nếu như mà bộ ắc quy mới dành cho xe máy điện hiện tại xịn thì giá nó cũng rơi vào khoảng 2,5 triệu nếu như mà ta đổi bình cũ lấy bình mới. Thế còn nếu ta mua thẳng thì nó khoảng 3 triệu. Thì đấy là cái bình xịn, bình chuẩn. Còn không tính đến các cái loại bình mà làng nhàng khoảng 1,8 triệu, 1,9 triệu. Cái bình đấy thì nó sẽ không đủ cân và nó sẽ không có tuổi so với lại những cái bình chính hãng hay được. Đấy, như vậy là sạc đang bơm điện vào nhá. Đấy, thì cái sạc này là một cái sạc để sạc điện 12 đến 24V, nó sẽ tự nhận diện. Đấy, và nó sẽ tự bơm vào. Thế bây giờ mình lại tiếp tục kích sống cho cái bình thứ hai này nhá. Giờ lấy cái đồng, cháu lấy cái đồng hồ vạn năng đo cái điện áp của cái bình này xem nó có bao nhiêu vôn. Đo cái điện áp này. Để cao lên thì mới nhìn thấy, để hẳn lên trên này. Đây là cái bình thứ hai trong cái bộ này. Khi mình đo nó chỉ có 0,6V này. 0,6V thử cắm cái cục nạp vào nào. Rút cái đầu nạp ở cái kia ra. Cắm vào cái này. Sao phải rất nhiều thế? Nó hay rắc mà. Nha, cắm vào đây nào. Nè. Đấy, để cắm dây nạp vào bình, nhưng mà cái sạc này thì nó không hoạt động gì cả. Đấy. Cái sạc này nó không hoạt động nhá. Chứng tỏ vì là cái bình này nó quá kiệt rồi. Rất là kiệt, còn có 0,6V thì gần như không còn gì cả. Nó không còn cho nên nó không thể nạp được.
giờ tiến hành kích nhổ cái đầu ra. Cảnh như anh mượn đi cục pin đấy, mình lại sử dụng cái cục pin này mình cắm vào đấy. Nhớ là cái cục pin 48 này kích thẳng cho cái bình 12 nhé, thì thời gian kích rất là ngắn thôi, khoảng 30 giây đến 1 phút thôi, không được quá lâu. Nếu mình kích quá lâu thì nó sẽ bị phòng bình đấy, hay nói cách khác nó bị chửa bình, mà chửa thì là coi như là bỏ luôn đấy. Người chửa thì còn để đẻ chứ bình ắc quy chửa là bỏ luôn. Nhớ nhá, không có, đã chửa rồi thì không có giữ làm gì cả. Cho cục này xuống dưới. Rồi. Kích khởi động lại sự sống của cái bình này. Rồi tạm thời đấy đã, rút cái đầu ra đo điện áp ở hai bên này thế nào. Rút đầu ấy ra. Đo điện áp ở hai cái cục này thế nào. Bao nhiêu vôn rồi? 10.8 vôn, 10.8 có thể nạp được. Thử cắm vào bộ nạp thế nào. Rút ra, rút, nhớ rút cái dây này ra, đừng có cắm thẳng vào đây. 10.8 vôn có thể nạp được nhá. Đấy, chứ nó chỉ trong vòng khoảng 20 giây thôi là nó sẽ đã khởi động lại được cái sự sống của cái bình này rồi. Cắm vào đây nào. Nạp được rồi, đây. Đèn bắt đầu chạy. Đấy. Như vậy là ta đã khởi động được sự sống cho hai cái bình ắc quy trong tổng số 5 cái bình ắc quy mà đã bị quá kiệt trong cái thời gian nghỉ hè hay là nghỉ dịch Covid.